Hello, xin chào cô chú chị bạn đến với anh ngày hôm nay em có cập nhật một con bò đực nha. Con bò đực này là gần 3 tháng rưỡi nha cô chú anh chị. Bị mồ côi nha, ăn uống rất là tốt cô chú anh chị. Con bò đực này được 3 tháng rưỡi nha, ăn uống rất là tốt nha, chân móng là hoàn thiện nha, không có ổ xe, không có xuống ruộng gì hết nha. Bò này làm bao thật lỗi nha. Chân rất là to cô chú anh chị nè. Rất là dài đòn nha. Này dài đòn thường thường luôn nha. Bò này được F2 nha. Lưng của chú chị là dài đầu luôn nha. Rất là dài đòn nha. Tốt. Em lấy cái thước đòn nha. Cú nút luôn của chú chị. Con bò này là gần 1 mét của chú chị. Chính thức mấy á? 1 mét, gần 1 mét nha. Quá trời luôn, nó dài đầu ngựa của chú chị. Con bò này có mức giá là 10 triệu của chú chị. 10 triệu làm bao ship vòng 100 cây số nha. Con bò đực em Pháp nha. Con mẹ bò này bị mồ côi nha. Con mẹ nó mồ côi mà rất là ú rất lực của chú chị ơi. Nè. Ăn uống rất tốt nha. Cái lưng nó của chú chị nè. Nó dài đòn đít thì khỏi nói luôn nha. Phù luôn nha. Mới tắm nó thì nó lâm này bị nó ướt chẳng có gì nha cô chú anh chị. Bò này là bao thật lỗi nha. Bò này không có áp xe, không xuống gúm xuống ruộng hết nha. Chân móng rất là to cô chú anh chị, rất là dài đòn nè, đít nè. Dài nè cô chú anh chị, cực kỳ không. Dài đôi luôn nha, bò này dài đôi luôn nha. Lưng dài nè cô chú anh chị, nhìn nó cũng dài cũng được luôn. Bò này có giá là 10 triệu nha, không bò được. Giá là 10 triệu. 10 triệu là bảo ship, em bao ship vòng 100 cây số thôi cô chú anh chị. Con bò này gần 1 mét nha, tính cho chính tới mấy. Sao chân khu nha, chân móng của chú chị nhìn thấy không, rất là to luôn nha, xương sóc rất là to luôn, móng sò luôn, cầm đứng nè, móng bò đực này là bao đợt lỗi của chú chị, không có ốp xe nha, không có xuống gúm xuống ruột gì hết nha, bò này là nghiêm chỉnh nha. Nếu cô chú chị nào có mua thì lại mình kiểm tra, nếu có tật lỗi gì như lời em nói thì em sẽ trả bò về, và tiền sẽ hoàn đầy đủ cho cô chú anh chị mình nha. Em mới tắm nó, lòng nó bị thật cổ ướt nha. Có mức giá là 10 triệu, 10 triệu là em bao ship vòng 100 cây luôn vậy. Bị mồ côi nha. Ăn uống rất tốt rồi nè. Được cấp 2 nha. Da này cô chú nhìn không da đâu luôn chứ. Đít nè. Rồi nãy giờ cũng như em đã đăng một thông tin như hình ảnh của bò đực này rồi. Nếu cô chú anh chị nào cảm thấy thích mua gì phát triển kinh tế thì alo nha. Mua ủng hộ em, số điện thoại để trên màn hình. Đến đây thì em cũng xin kết thúc luôn tại đây nha. Xin tạm ngắn chào. Và hẹn lại tiếp theo nha.